Chào các bạn, chúc các bạn một ngày mới nhiều niềm vui và hạnh phúc. Đây là cây sứ Thái mình trồng từ hạt. Và sau khi rửa sạch và để ráo, bây giờ cắt bỏ những phần rễ thừa. Thì hôm nay mình chia sẻ cho các bạn về cách chăm sóc cây sứ Thái trồng từ hạt để giúp cho cây ra hoa đẹp và phát triển tốt hơn. Các bạn cắt bỏ những phần rễ nào mà các bạn cảm thấy không được đẹp thì chúng ta cắt bỏ cho cây sứ gọn lại. Và sau khi đã cắt xong, các bạn dùng vôi để bôi vào vết cắt. Nếu không có vôi, có thể các bạn dùng xi măng trắng cũng được. Hoặc có thể các bạn để cây sứ ngoài trời nắng và cây sứ sẽ khô những cái vết cắt này rất là nhanh. Rất đơn giản và dễ làm. Sau khi các bạn tiến hành bôi hết những cái vị trí mà mình đã cắt xong thì chúng ta sẽ tiến hành trồng. Rất đơn giản phải không các bạn? Và bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn một chậu. Và các bạn lót một lớp rau sống ở dưới đáy chậu để giúp cho việc thoát nước tốt hơn khi trồng cây sứ. Và đặc biệt là không bao giờ bị thối, cũ. Đã chuẩn bị xong như thế này rồi thì các bạn cho thêm chất trồng vào. Chúng ta đặt cây sứ vào. Và các bạn sẽ tiến hành cho thêm chất trồng vào luôn. Sau khi chúng ta đã chỉnh sửa sơ lại, các bạn lưu ý đừng để củ sứ mà chôn dưới đất nhiều quá thì nó sẽ bị thối. Do đó chúng ta trồng phải trồi cái phần cũ lên. Và các bạn lưu ý đây là đất khô hoàn toàn. Khi mà các bạn cảm thấy cái chồi non trên đây phát triển thì các bạn mới được tưới nước. Rất đơn giản phải không các bạn? Và sau 5 ngày tiếp theo, bây giờ cây sứ đã có chồi non phát triển rất tốt. Thì đến giai đoạn này các bạn có thể tưới cho cây được rồi. Và các bạn tưới thật là nhiều nước để giúp cho cây phát triển tốt hơn. Vì bây giờ cây đã có lá, do đó các bạn cứ yên tâm. Và mình để ngoài nắng 100% nha các bạn. Cây sẽ phát triển tốt hơn. Và sau 1 tháng tiếp theo thì bây giờ cây sứ của chúng ta đã có những nụ hoa đầu tiên. Các bạn xem nè, lá thì rất là xanh và những nhánh phát triển rất là tốt. Do mình chăm sóc bằng phân hữu cơ, do đó cây sứ các bạn thấy phát triển chậm nhưng mà cây sẽ rất là bền. Lá rất là khỏe luôn các bạn. Và với cách chăm sóc như thế này, các bạn sẽ không sợ cây sứ mình bị thối cũ, rất đơn giản và dễ làm. Và đặc biệt sứ trồng từ hạt thì cái sức bền của cây sứ rất là tốt. Và chúng ta chỉ chờ xem những ngày tháng tiếp theo để cây sứ này phát triển tốt hơn nha các bạn. Và bây giờ là khoảng thời gian sau 5 ngày tiếp theo. Các bạn xem cây sứ của chúng ta đã ra hoa rất là đẹp. Màu hoa đỏ và tươi. Trên chùm hoa này, nụ hoa cũng còn các bạn à. Thì để cho cây sứ được sai hoa và nở hoa đẹp, các bạn nên để cây ngoài nắng. Và hiện bây giờ thì những cái nhánh này cũng đang rất là xanh và khỏe. Các bạn thấy việc chăm sóc cây sứ mà trồng từ hạt rất là đơn giản và dễ làm phải không? Vậy là mình đã chia sẻ cho các bạn cách chăm sóc cây sứ Thái trồng từ hạt để giúp cho cây phát triển tốt, ra hoa đẹp. Rất là đơn giản. Yêu quý mình các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Chúc các bạn có những cây sứ Thái thật là đẹp để tô điểm cho không gian gia đình nhà mình.